Hello, xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể là bật được cái khiên bảo vệ avatar ở trên trang Facebook cá nhân của các bạn nha. Đây, các bạn có thể thấy là khi mà mình truy cập vào trang Facebook cá nhân của mình thì trong cái phần ảnh đại diện của mình thì nó không có cái gì cả. Và bây giờ thì mình muốn bật một cái khiên bảo vệ ở trong cái phần ảnh đại diện avatar trên trang Facebook cá nhân của mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể là bật được cái khiên bảo vệ avatar trên trang Facebook cá nhân của các bạn nha. Rồi. Thì đầu tiên thì mình xin lưu ý một chút là cái cách này nó chỉ áp dụng được cho những cái bạn mà sử dụng điện thoại Android thôi. Còn những cái bạn sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ không làm được cái cách này nha. Cho nên là có thể là một số bạn xem cái video này mà cũng làm theo mình. Tuy nhiên thì lại sử dụng điện thoại iPhone thì có thể là không thể làm được cái cách này nha. Rồi, thì đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái Access Play cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gõ cho mình một cái ứng dụng có tên là Kiwi Browser. Đây. Các bạn có thể gõ cho mình cái ứng dụng có tên là Kiwi Browser này. Này. Đó. Thì biểu tượng của cái ứng dụng Kiwi Browser này nó là bản chất là một cái trình duyệt. Nó cũng giống như các cái trình duyệt khác, ví dụ như là Opera hay là Chrome hay là Cốc Cốc. Đấy. Thì các bạn sẽ tải về cho mình cái trình duyệt này nha. Các bạn sẽ nhấn vào phần cài đặt này. Các bạn chờ một chút để cho chiếc điện thoại chúng ta nó cài đặt thành công cái trình duyệt này nha. Và cái đoạn này thì mình sẽ tua nhanh thôi. Ok, như vậy là mình đã tải thành công được cái trình duyệt là Kiwi Browser, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở cái trình duyệt này lên. Đó. Thì sau khi mà mở lên thì nó sẽ cho phép chúng ta cài đặt một số những cái cài đặt nhanh. Và đây là giao diện ở bên trong cái trình duyệt là Kiwi Browser này. Tiếp theo thì các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng Facebook ở trên cái trình duyệt Kiwi Browser, và ở đây thì các bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Facebook mà các bạn muốn khóa bật cái khiên bảo vệ avatar trên trang Facebook cá nhân của các bạn. Thì các bạn muốn bật cho cái avatar Facebook nào thì các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản Facebook và mật khẩu vào đây, và cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua đi. Ok, và như vậy là mình đã đăng nhập thành công được cái tài khoản Facebook vào trong cái trình duyệt là Kiwi Browser này. Tiếp theo thì mình sẽ để nguyên cái trình duyệt Facebook, cái tài khoản Facebook đang đăng nhập ở trong cái trình duyệt này, và sau đó thì mình sẽ mở thêm một cái trình duyệt mới. Đây. Mình sẽ mở thêm một cái trình duyệt mới, mình sẽ thoát ra ngoài, và đây là cái giao diện của trình duyệt là Kiwi Browser. Và mình sẽ gõ trong cái phần tìm kiếm này một cái cụm từ là G2 Team Security. Đây. Các bạn có thể là gõ là G2 Team cũng được, mà các bạn gõ là G2 Team Security cũng được, bởi vì bản chất của cái từ security nó là bảo vệ mà. Đây, sau đó thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang web đầu tiên này. Đó. Sau khi mà truy cập vào thì các bạn sẽ chờ một chút, rồi các bạn sẽ zoom lên. Đấy. Ở đây thì nó có một cái dòng chữ đó là thêm vào Chrome này, màu xanh này, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là thêm vào Chrome. Đó. Thì nó sẽ hỏi là chúng ta có thêm vào Chrome hay không, chúng ta sẽ chọn vào OK. Rồi, như vậy là chúng ta đã thêm được thành công được cái tài khoản G2 Team Security rồi. Rồi đến cái bước này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ quay trở lại cái trình duyệt Facebook này. Đó. Các bạn sẽ quay trở lại cái trình duyệt Facebook mà chúng ta đã từng đăng nhập vào tài khoản Facebook vào. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cái dấu ba chấm ở đây. Và chúng ta sẽ kéo xuống. Thì nó sẽ có một cái phần nó là G2 Team Security mà chúng ta vừa mới thêm vào Chrome. Các bạn sẽ nhấn vào đây. Đó. Thì đây nó sẽ hiện ra một số những cái lý do để chúng ta có thể bảo vệ được cái. Chúng ta có thể bật được cái khiên bảo vệ avatar của chúng ta. Thứ nhất này, trong cái phần bảo mật này, là bảo vệ theo thời gian thực, sử dụng cơ sở dữ liệu online, chặn các click quảng cáo này, chặn các mã độc tiền ảo và chặn các một số những cái thứ khác nữa. Và trong cái phần quyền riêng tư này thì nếu mà các bạn muốn chặn cái tính năng nào thì các bạn sẽ tích vào đây. Ví dụ ở đây mình muốn chặn cái tính năng đã xem của câu chuyện trên Facebook này. Đó. Nếu mà các bạn muốn chặn hết thì các bạn sẽ tích hết vào đây. Đó, ở trong cái phần tính năng mở rộng này nữa. Rồi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là Facebook Tool này. Đây. Đó, các bạn chọn vào phần Facebook Tool nha. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái phần là Avatar vua này. Đó. Thì đây nó sẽ hiện lên cái profile của các bạn. Đó, các bạn sẽ nhấn vào cái phần là bật profile này. Các bạn sẽ nhấn vào. Rồi đây thì mình sẽ bật cái phần là profile lên. Đó. Thì sau khi mà mình chọn vào cái phần là bật profile thì ngay lập tức là trên cái phần avatar của mình nó đã hiển thị một cái khiên như này. Và bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài và mình sẽ quay trở lại cái trình duyệt Facebook của mình. Và đây thì khi mà mình quay trở lại trình duyệt Facebook thì ở trên cái phần avatar của mình thì nó xuất hiện hình một cái khiên màu trắng như này, báo hiệu là cái phần là avatar của mình đã được bật khiên bảo vệ thành công. Và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là bật cái khiên bảo vệ avatar ở trên trang Facebook cá nhân của chúng ta. Và hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì hãy like và subscribe kênh ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.